Xin chào mọi người, mình là Vân Anh. Thì nhắc đến mùa hè thì không một ai có thể tránh khỏi được những cái mùi hôi do tuyến mồ hôi trên cơ thể tiết ra. Và cái mùi hôi đấy khiến mình cảm thấy khó chịu, và đôi khi là mình cảm thấy tự ti hơn và thấy ngại ngùng hơn khi đứng giữa mọi người. Vậy làm thế nào để loại bỏ được những cái mùi hôi trên cơ thể đó? Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người bí quyết để đánh bay mùi hôi cơ thể, giúp cơ thể luôn thơm tho bằng táo bí quyết của nhà Jubilee mà mình đã phải tham dụng và mang lại kết quả rất là đáng ngờ. Mình cảm thấy tự tin hơn vì đã loại bỏ được mùi hôi, và cảm thấy lúc nào cũng tự tin vì cơ thể mình luôn thơm tho. Nên là mọi người đừng bỏ lỡ video này nhá. Ok, và điều đầu tiên mình nghĩ là chúng ta phải xác định được là mùi hôi trên cơ thể được phát ra từ những đâu. Tại vì biết nguyên nhân, biết những điểm bị bộc phát ra thì chúng ta mới xử lý được, phải không ạ? Theo Vân Anh nghĩ thì mùi hôi đó sẽ được phát ra từ trên tóc này, ở miệng này, vùng nách này, chân này, và thậm chí cả là vùng kín nữa đấy. Và chúng ta hãy đi từ trên xuống dưới nha. Thứ nhất là tóc. Thì mùa hè mà chúng ta đi đâu, đi ra ngoài thì luôn phải đội mũ này, mặc áo chống nắng bịt kín đầu, bịt kín tóc, thì chắc chắn là bạn cũng không thể ngồi ở nhà mà cũng ngồi điều hòa 24/24 được, thì sẽ gây ra cái tuyến mồ hôi ở trên da đầu ấy, và làm cho mái tóc của chúng ta nó nhanh hôi hơn. Thì vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Nói chung là chả còn cách nào, đó chính là chịu khó gội đầu đây. Mình không nói là mỗi ngày chúng ta đều phải gội đầu, nhưng mà với thời tiết mùa hè này thì 2 đến 3 ngày là phải gội đầu rồi mọi người ạ. Ok, bây giờ mọi người thử tưởng tượng nhá. Mình đi ra ngoài này, đi làm, đi chơi, hay đi bất kỳ ai, gặp gỡ bất kỳ ai, thì chiều cao, tức là chiều cao của mình thì sẽ xứng tầm với tầm mũi, hay là với tương đương mỗi người khác, thì tất nhiên là mùi hương ở trên tóc sẽ tỏa ra đầu tiên. Mùi hương trên tóc của mình sẽ tỏa ra đầu tiên và mọi người sẽ ngửi thấy đầu tiên, thì tội gì không làm mái tóc chúng ta thơm tho, lúc nào cũng thơm tho. Nên là hãy thường xuyên gội đầu để giúp mái tóc luôn thơm tho. Và thậm chí tất cả những bạn, kể cả những bạn gái mà có người yêu ấy, thì mọi người cứ để ý xem là các bạn trai rất thích ngửi mùi hương trên tóc của người yêu ấy. Nên là chẳng còn giải pháp gì là hãy chịu khó gội đầu 2-3 ngày gội một lần, và lựa chọn những dầu gội mà, như mình thì mình hay dùng dầu gội cảm, thì lựa chọn những dầu gội mà có hương thơm mà tự nhiên mà ok nhất, cái hương thơm mà đầu tiên là mình thích này, và có thể là bạn trai mình thích. Ok, và thứ hai đó chính là mùi hôi phát ra từ miệng. Nói thế nào nhỉ, miệng là cửa sổ giao tiếp của mỗi người chúng ta. Khi mà miệng chúng ta nói chuyện mà phát ra mùi hôi thì tất nhiên là người đối diện chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu và né tránh chúng ta là điều hiển nhiên thôi. Ai mình như ai cũng thế thôi. Nếu mà ai nói chuyện với mình mà có cái mùi hôi mình khó chịu thì tất nhiên mình sẽ né tránh, mình không thích nói chuyện nữa. Thì thường ấy, thì mùi hôi ở miệng là do chúng ta ăn uống chưa được healthy lắm và vệ sinh không sạch sẽ. Thì như nếu mà một người mà thích ăn thịt nhiều ấy, mọi người để ý mà xem, nếu mà mình ăn thịt nhiều hơn ăn rau ấy, thì mình mùi hôi của mình ở trên miệng nó sẽ hôi hơn. Và thậm chí là ăn những cái thức ăn có độ nặng mùi như là mắm, rồi hành tỏi, mắm tôm, vân 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 vân, thì tất nhiên là trong miệng của chúng ta sẽ có những cái mùi hôi. Và nhiều khi đi ăn ở ngoài nha, thì các bạn ăn thịt nướng biết các thứ thì nó sẽ có những cái mùi hôi đấy thôi. Thì lúc đó chúng ta chưa vệ sinh sạch sẽ được, thì mọi người hãy nhớ mang cho mình một hộp kẹo luôn ở bên mình nhá. Như mình thì mình luôn có một hộp kẹo ở trong túi, đi bất cứ đâu ăn uống như nào mà chưa kịp vệ sinh răng miệng sạch sẽ mà ăn những cái thức ăn mà có nồng độ nặng mùi ấy, thì mình sẽ nhai luôn vài viên kẹo để mồm miệng mình thơm to hơn. Nên mà mọi người hãy cũng hãy thử mang những cái viên hộp kẹo ấy, thì khi mà ăn uống xong chưa kịp vệ sinh chúng ta sẽ ăn luôn những viên kẹo đấy, thì sẽ lấn át lại được những cái mùi hôi đấy. Và tất nhiên là chúng ta phải ăn uống healthy hơn, rồi ăn nhiều rau xanh hơn, và hạn chế những cái ăn uống những cái nồng độ mùi thế. Và nếu chúng ta nó sở thích đam mê không thể mà hạn chế được ấy, thì hãy chịu khó vệ sinh răng miệng sạch sẽ sáng tối 2 lần, sáng với tối một ngày 2 lần. Thì và đặc biệt nha, mọi người hãy chịu khó rửa lưỡi, hãy rửa lưỡi thật sạch, tại vì mùi hôi nó sẽ phát ra từ lưỡi của chúng ta. Kể cả chúng ta chịu khó đánh răng nhưng mà không chịu khó rửa lưỡi sạch sẽ thì cũng sẽ tạo ra cái mùi hôi đấy. Nên là mọi người hãy lưu ý chịu khó rửa lưỡi nha. Có ngoài mọi người đi mua cái rửa lưỡi ấy, thì khi mà chúng ta đánh răng vệ sinh thì rửa lưỡi luôn thì nó sẽ giúp sạch sẽ hơn. Hoặc là hiện tại thì, và khi mà đi ăn uống hiện tại mình cũng thấy có cả cái xịt miệng ấy, xịt miệng thơm ấy, thì mọi người cũng có thể sử dụng, nhưng mà nói chung là vẫn phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng và chịu khó rửa lưỡi nha.
Thứ ba là vùng nách. Nội tiết tố về bên trong và vùng nách cũng là một vùng khá là kín, nên là nhiều khi nó không được nó thông thoáng như các vùng da khác ấy, nên nó khi mà ra mồ hôi nó sẽ tạo ra những cái mùi hôi rất là khó chịu, đặc biệt là cái vùng nách này. Cho nên là đặc biệt là những bạn trai ấy mà có để lông nách ấy thì không, và không được vệ sinh sạch sẽ thì khi mà tiết ra thì sẽ có cái mùi hôi rất là khó chịu, nên là mọi người hãy vệ sinh sạch sẽ vùng nách này nha. Và cũng có thể sử dụng những cái lăn khử mùi để lấn át được những cái mùi hôi vùng nách vào, và vẫn là vệ sinh sạch sẽ vùng nách này nhá. Thứ tư là chân. Bất kể là mùa đông hay mùa hè mà chúng ta đi giày suốt cả một ngày dài thì không thể tránh khỏi được những khi mà sau một ngày bỏ giày ra thì chắc chắn là sẽ có một mùi hôi ở chân, chắc chắn ai cũng bị rồi, không thể tránh khỏi được. Tại vì cả một ngày dài thì nó đi giày mà đi tất nó rất là bí bức và nó không được thông thoáng ra. Nói chung là cả khi chúng ta vận động ấy thì nó sẽ tiết ra nhiều mùi hôi ở chân. Thì hàng ngày chúng ta vệ sinh sạch sẽ, nên là buổi tối nếu có thể hãy dành ra khoảng 5 đến 10 phút để ngâm chân và ngâm với rượu ngâm gừng ấy, thì đây cũng là một giải pháp rất là tuyệt vời cho những ai mà vừa bị hôi chân, mà cũng giải pháp tuyệt vời cho những người mất ngủ ấy, thì sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Không tin thì hãy thử đi. Và cách thứ năm là xử lý mùi hôi của vùng kín. Bất kể là chị em phụ nữ đã trưởng thành, đang tuổi mới lớn, hay là có chồng sinh con, hay là chưa chồng gì đó, thì sẽ gặp phải về vấn đề của mùi hôi của vùng kín này. Mình chắc chắn luôn. Thì nguyên nhân có mùi hôi này có từ đâu là do chúng ta hàng ngày vệ sinh không sạch sẽ, vệ sinh đồ lót cũng không ok, và thậm chí là sau khi quan hệ xong ấy, chúng ta không vệ sinh đi và nó gây ra những cái mùi hôi, và thậm chí là có thể gây ra viêm đấy mọi người ạ. Nên là mọi người hãy chịu khó vệ sinh cô bé hàng ngày thật là sạch sẽ, và hãy sử dụng những dung dịch vệ sinh phụ nữ phù hợp cho cái vùng da nhạy cảm của mình. Và mình thấy thật ra là nói là vùng kín nhá, nhưng mà nếu mà ở vùng này của bạn có mùi hôi hay là có mùi thơm thì nó bộc phát ra rất là mạnh, nên là đừng chủ quan, cũng hãy giữ cái vùng này của mình luôn thơm tho nha. Hiện nay thì cũng không ít người sử dụng kiểu là chăm chút hơn cho cái vùng này, giúp cái vùng này thơm tho hơn ấy. Tại vì là nhiều người kiểu là cái vùng này mà thì cũng kiểu tăng sự kích thích trong những các cuộc yêu, và nếu mà cái vùng này mà thơm tho thì nó cũng giúp không nhỏ trong những cái cuộc yêu của mình đâu. Nhưng mà nhiều người thì mình thấy là họ sử dụng nước hoa vùng kín, nhưng mà theo quan điểm của mình thì đây là một vùng da rất là nhạy cảm mà, cho nên là dù nó có giúp ích gì trong cuộc yêu hay cái gì chăng nữa thì cũng vẫn phải đảm bảo cho cái vùng này. Như mình thì mình không hay dùng bất cứ cái gì dùng trực tiếp ở trên vùng này đâu, mà mình hay dùng nước hoa nội y mình dùng ở trên rồi dùng trên đồ lót, quần chip đấy, thì cũng vẫn có hương thơm và vẫn không ảnh hưởng trong những các cuộc yêu của mọi người đâu. Và đây là dùng nhạy cảm mà, nên đừng chạm bất cứ cái gì về đấy, mà hãy sử dụng ở trên đồ lót thì nó vẫn tăng thơm mà vẫn không ảnh hưởng gì đến những các cuộc yêu đấy. Nói chung là như mình cũng thích hương thơm và mình có sử dụng nước hoa nội y, và đôi khi là cũng dùng ở trên cơ thể, trên quần áo của mình. Có ai biết đấy là nước hoa nội y đâu, thơm là được mà, đúng không mọi người? Và cuối cùng, bí quyết cuối cùng để giúp cơ thể chúng ta luôn thơm tho và đánh bay mùi hôi ở trên mùa hè một cách nhanh nhất, đó chính là sử dụng nước hoa. Thì nhưng mà mình cũng thấy là những cái chai nước hoa full size thì cũng không phải là có ai cũng có tiền để sắm cho mình những chai nước hoa full size, và những cái chai đấy khá là to thì mình đi chơi thì cầm cũng rất là cồng kềnh, vẫn hơi bất tiện. Thì như mình ấy thì mình hay sử dụng cái chai tinh dầu nước hoa Pháp ấy, nó chỉ ngắn và nó chỉ bằng thỏi son, nhỉnh hơn cái thỏi son một tí thôi, và mình vẫn bỏ túi xách được. Thì sau khi sau khi ăn uống xong, đi ăn đồ nướng chẳng hạn, hay là đi ăn lẩu, hay ăn bất cứ cái gì nó hay ám ở trên tóc này, hay là ấm ở trên quần áo, thì mình dùng em nó luôn ở trên tóc, trên quần áo. Tại vì là nó nhỏ gọn nên là mình thấy rất là ok, cầm đi đâu cũng rất là tiện. Kiểu mà đó là cũng khác nhất, mình cũng có thể đi ăn xong mình về nhà vệ sinh sạch sẽ, tắm rửa để giúp cơ thể mình luôn thơm tho đâu, nên sử dụng em nó để lấn át đi những cái mùi thức ăn mà mình đã ăn ám trên người mình, để được những cuộc vui tiếp theo. Thì đó là 6 cách và 6 bí quyết mà mình đã áp dụng trong mùa hè này. Nó giúp mình loại bỏ mùi hôi cơ thể và giúp mình luôn thơm tho và tự tin hơn mỗi ngày ấy. Mọi người hãy thử và áp dụng những cách trên của mình nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của mình. Hãy like và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.